Nhưng thấy màu đậu này, đậu hơi nước ngon rồi mọi người ạ. Ôi dài rồi, ôi dài rồi. Thôi mọi người. Đây cái vầy à? Thôi lắm luôn. Để đôi chân của tôi. Mình phải dụ nó vào, mày hiểu không? Bắt gì đấy? 6, 7, 8, 9, 10, 11 con luôn. Hiểu không? Đây chính là hóa tay của anh trai siêu to khổng lồ. Ờ, trước tiên chúng ta cùng băm cái này là chờ chế nguyên liệu tuyệt chứ nhá. Ấm thôi. Xong rồi tỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm ớt. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm ra đoạn cuối cùng, đó là đồ ăn vô. Mình sẽ cho ít dầu ăn nữa. Đã biết được chưa nữa. Em đi đi. À, không có múc. Một to chả bá luôn. Đây hôm qua mình dã này. Còn hột nguyên này. Xong rồi. Mà có nhớ cái ống nước huyền thoại gì không? Lần trước thì mình đó là một cái rổ nhà mình. Đổ chỗ. Mình rửa mấy con chưa? Làm mình nướng cho các bạn xem chưa? Ok, thì mình đã rửa xong rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái tay vỏ chai này. Không biết có tay nữa, mình là tìm cái tay luôn. Rồi mình sẽ tiến hành tắt cẩn thận đuôi con trai ra nhé. Tắt cứng nắp. Chết rồi, không dễ như mình nghĩ rồi. Ô bộ. À, xin lỗi này. Wow. Đây là phần trong con trai nha mọi người. Nước không? Đây là lần đầu tiên tôi nấu cái này nhá. Bây giờ mình sẽ cho phần hành mỡ lại lên con trai này. Thiên nè, chúng ta rất thích ăn này. Kiếm được cái xỉa nữa chứ. Phần nước này. Đây là cách tách vỏ chai của mình. Ui. Hai con này một lại, đây là con thứ ba. Mình sẽ làm, khá dã là man, không là tôi mang dạo đấy luôn á. Miêu. Chai nấu chai nấu cháo ngon lắm luôn ý. Nhà mình nấu cháo rồi, bữa là thường này mình thử nướng cho cả nhà mình ăn thử xem có biết vị thế nào. Mọi lần chỉ nướng hoặc là à quên, không phải nướng, mọi lần nhà mình chỉ luộc hoặc là nấu cháo thôi. Thì cứng lắm luôn ấy, không chịu mở. Mình sẽ xiên lên phần này à, dễ mà, thì lao cắt đôi phần này. Động của tôi thằng mang rồi. Luộc lên thì nó còn xíu à, nhưng mà sao khi mình lấy như này thì nó còn quá trời thịt. Cực nhiều gia vị luôn. Vậy là mình đã ướp xong rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng nha mọi người. Không biết mùi vị như thế nào thì chúng ta cùng chờ mấy phút nữa nó chín rồi thử mùi vị của nó nhé. Và đây là cái vị nướng mà tôi đã chuẩn bị các bạn. Tuy hơi của bác một chút nhưng không sao. Rồi ok nha mọi người. Mình phải nướng trong bao nhiêu thời gian nữa. À, trời ơi, chết rồi, lửa cháy to quá rồi. Bớt củi rồi.
đậu đậu này. Đổ lên nước ngọt rồi mọi người ạ. Ôi giời ơi. Ôi sai rồi. Đang ngồi trên đây chị sợ hàng xóm nhìn thấy nên nói với mẹ nó chết chết rồi. Nhìn cũng không ngon lắm đâu. Nhưng mà thôi kệ đi. À, đây là công sức mình đã đi bắt. À, ở đây có nhà mình bắt nữa chứ mà một mình bắt đâu. Mình mà ăn dưới kia thì nào bị tụi nó đua. Nó bắt xin ăn bằng được thì thôi. Mặc dù đã có lời thề có phụ hưởng hoạn chiều mà đồ ăn uống mà quên rồi, mình đã quên lời người đấy. Tun. Tun. Video của mình đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại video là sau nhé. À, nếu cảm thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký để mình có thêm động lực để ra những video hay tiếp theo. Bye bye.